Hello, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá từ cái đầu tiên nha. A Fresh Extreme. Let's go. Ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ hai. A Fresh Edge. Ok. Thank you.
Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. CR Rushing 2. Let's go. Đi vào chính trị. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ tư, Need for Speed, No Limits. Okay. Thank you.
Need for Speed, Most Wanted. Từ game thứ 5. Ok. So let's go. Rust Rally 2. Thank you.
Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tới game tiếp theo. Ok. Biết trò này có vào được không? Được rồi. Cấp thêm rồi. Chỉ còn thua anh ta một kẹo nữa. Ok. Ở đây các bạn có thể đùa với những người khác bằng multiplayer. Đó, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. A First Night.
Respawn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Review Racing. Đấy là một tựa game đua xe khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Thank you.
thành công rồi. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Rush Rally 3. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Chris Brushing Bar. Thank you.
Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. GT Galaxy 2. Let's go. Rồi và bây giờ thì mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.